Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 23 tháng 9 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ hãy bước vào chi tiết bản tin. Công Phượng có ao trình tại giải hạng nhất. Mới đây, tạp chí Bóng Đá đã có một bài viết liên quan đến Nguyễn Công Phượng, cầu thủ vừa gia nhập câu lạc bộ Bình Phước với bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Giới chuyên môn, người hâm mộ xem đây là bước lùi của tiền đạo quê xứ Nghệ. Nhưng nên nhớ, trong 2 năm vừa qua tại Yokohama FC, Công Phượng chỉ ra sân vỏn vẹn 3 trận đấu chính thức cùng đội bóng thành phố Cảng Nhật Bản. Với một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền đạo, thời lượng ra sân là điều tối quan trọng. Việc dự bị quá lâu sẽ ảnh hưởng nhiều đến phong độ, cảm giác bóng và sự nhạy bén. Công Phượng hiểu rõ về tình cảnh của mình ở thời điểm này. Việc phải gia nhập một câu lạc bộ đang thi đấu tại giải hạng nhất đôi khi sẽ khiến tiền đạo sinh năm 1995 cảm thấy hụt hẫng. Nhưng đổi lại, đây là sân chơi có mức độ cạnh tranh vừa phải để Công Phượng tìm lại cảm giác bóng và phong độ. Nếu chơi thăng hoa, cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể tỏa sáng và trở thành ngôi sao của câu lạc bộ Bình Phước nói riêng và giải hạng nhất quốc gia nói chung. Tại câu lạc bộ Bình Phước, Công Phượng sẽ nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các vệ tinh chất lượng như Sầm Ngọc Đức, Hồ Sĩ Giáp hay Lê Thanh Bình. Với một câu lạc bộ đang trong quá trình hình thành lối chơi tấn công rực lửa, Bình Phước được xem là đội bóng phù hợp để Công Phượng phát huy tối đa những điểm mạnh về kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến. Vì thế, Công Phượng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những cây săn bàn hàng đầu ở giải hạng nhất năm nay. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cho danh hiệu chiếc giày vàng sẽ không hề đơn giản, nhất là khi các đội bóng ở giải hạng nhất đều sở hữu trong tay những tiền đạo chất lượng. Đơn cử như trường hợp của Nguyễn Thanh Nhàn, tiền đạo đang thi đấu cho câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân, đã có 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu vua phá lưới hạng nhất mùa 2022 và 2023. Hai đồng đội cũ của Công Phượng tại Hoàng Anh Gia Lai là Đinh Thanh Bình cũng được xem là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vua phá lưới sau khi gia nhập câu lạc bộ trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Những cái tên khác như Lê Thanh Phong của Long An, Mai Ngọc Hà của trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Bùi Văn Bình của Bà Rịa Vũng Tàu hay Cao Hoàng Tú của Đồng Nai cũng đều là những đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Nên nhớ, môi trường hạng nhất quốc gia mùa giải 2024-2025 sẽ có tính cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hiện đã có 4 đội gồm PVF Công an Nhân dân, trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Bình và Bình Phước đặt tham vọng lên hạng ở mùa giải 2025-2026. Đồng nghĩa, chất lượng nhân sự và đội hình của các câu lạc bộ sẽ được đầu tư đáng kể. Vì thế, sẽ không dễ để Công Phượng ngay lập tức thể hiện trình độ vượt trội so với mặt bằng chung tại giải hạng nhất. Nhất là khi tiền đạo quê xứ Nghệ vẫn đang bị hoài nghi rất lớn về phong độ. Rafael Sơn không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup. Theo quy định của FIFA, một cầu thủ nhập tịch cần có nhất 5 năm cư trú tại đất nước sở tại để được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Ở trường hợp của Rafael Sơn, anh được ghi nhận bắt đầu ký hợp đồng với Bình Định vào ngày 12 tháng 1 năm 2020. Như vậy, cầu thủ này phải chờ qua mốc ngày 12 tháng 1 năm 2025 mới có thể ra sân cho đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu được FIFA ghi nhận chính thức. Vì thế, Rafael Sơn chưa thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại dịp FIFA Day tháng 10 sắp tới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn có thể triệu tập chân sút này để tạo điều kiện cho anh làm quen với môi trường của đội tuyển. Câu hỏi đặt ra lúc này là ASEAN Cup, tên cũ là AFF Cup không nằm trong hệ thống của FIFA, thì Xuân Son có được thi đấu không? Năm 2021, Mark Lok cũng không thể thi đấu cho Indonesia tại AFF Cup vì chưa đáp ứng được yêu cầu về số ngày cư trú. Vì thế, cơ hội của Rafael Sơn để thi đấu tại giải đấu được tổ chức vào cuối năm cũng gần như bằng con số 0. Ngoài yếu tố quy định của FIFA, câu chuyện chân sút này lên đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không vẫn còn nhiều yếu tố cần lưu ý. Đó là cái gật đầu của huấn luyện viên Kim Sang Sik và quan trọng hơn là sự ủng hộ của người hâm mộ bóng đá. Hiện tại, vẫn có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc liệu có nên sử dụng các cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển quốc gia hay không. Nên nhớ rằng, lịch sử đội tuyển Việt Nam từng chứng kiến sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch như Phan Van Santos, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Mắc hay Huỳnh Kesley Anvet. Tuy nhiên, câu chuyện đó đã diễn ra cách đây 14 năm với nhiều tranh cãi không mấy tích cực. Thủ môn Văn Hoàng mắc lỗi, Hà Nội FC thua ngược Thể Công Viettel. Với quyết tâm chào sân Mỹ Đình bằng một chiến thắng, Thể Công Viettel đã đẩy đội hình lên phần sân của Hà Nội FC ngay từ những phút đầu tiên. Việc nhạc trưởng Nguyễn Hoàng Đức ngồi dự bị không khiến những đợt lên bóng của đội bóng áo lính thiếu đi sự sắc sảo. Phút thứ 6, ngoại binh Pedro Henrique có pha băng xuống dũng mãnh, khiến Kai Colonna buộc phải phạm lỗi ngay sát vòng cấm. Từ quả đá phạt ngoài vòng cấm, Khoa Văn Khang suýt chút nữa đã tạo ra sự khác biệt sau tình huống dứt điểm chạy xa ngang. Trận đấu này là một thảm họa đối với hàng thủ Hà Nội FC. Không chỉ có cầu thủ Việt kiều Colonna chơi tệ, Thành Trung cũng không thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội. Phút thứ 10, từ quả tạt tổ Khoa Văn Khang, cầu thủ mang áo số 16 Hà Nội FC phá hụt bóng,
tạo điều kiện cho Harry Kane đưa bóng vào lưới trống. Rất may cầu thủ này đã dứt điểm trong tư thế việt vị. Sang hiệp 2, Hà Nội FC tấn công mạch lạc hơn. Phút 55, Đình Hai băng xuống và dứt điểm một chạm cận thành, nhưng bóng đi không trúng đích. Nhưng chỉ 2 phút sau, đội bóng thủ đô đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước do công của ngoại binh João Pedro sau tình huống dứt điểm cận thành từ pha kiến tạo của Hùng Dũng. Bị chọc thủng lưới, huấn luyện viên Đức Thắng tung Hoàng Đức và Trương Tiến Anh vào sân. Thế trận có phần khởi sắc hơn cho thể công về theo. Phút 75, Phan Tuấn Tài tạt bóng về phía cánh trái, Danh Trung đổ người đánh đầu hụt, nhưng thủ thành Văn Hoàng bất ngờ mắc sai lầm tai hại để bóng bật khỏi tay đi qua vạch vôi, qua đó trực tiếp giúp thể công về theo có bàn san bằng tỷ số. Gần như ngay sau đó, Amarido giúp thể công về theo vươn lên dẫn trước bằng một pha đánh đầu khá hiểm, khiến thủ môn Văn Hoàng bị lỡ đà và không theo kịp bóng. Thắng 2-1 trước Hà Nội FC, thể công về theo có 3 điểm vô cùng quan trọng. Trong khi đó, Hà Nội FC bị kéo xuống mặt đất sau chiến thắng Bình Định ở trận mở màn. Tôi nghĩ đấy là cái bóng đá nó là như thế. Bóng đá thì dường như là những cái phút cuối là những phút quan trọng nhất. Nhưng mà tất cả các cầu thủ của tôi dù đã nỗ lực rất là nhiều, nhưng chỉ có mấy phút cuối khi chúng tôi không tập trung được thì chúng tôi phải trả giá. Đó là những cái bài học là chúng tôi còn phải rút ra. Ngày hôm nay thì cả hai đội nhập cuộc đều với một cái tinh thần cống hiến. Nó đúng với tính chất của trận derby. Phải nói rằng là chúng tôi ở hiệp 1 20 phút đầu tiên chúng tôi chơi tốt, chúng tôi có nhiều cơ hội hơn. Và sau đó thì Hà Nội họ cũng đã dần lấy lại cái thế trận. Và hai đội chơi đôi công cống hiến với nhau. Và chúng tôi thua ở một cái tình huống cố định. Và sau đó thì chúng tôi có những sự thay đổi. Và những sự thay đổi nó phát huy tác dụng. Và khi Hà Nội họ có bàn thắng, như tôi nhận thấy Hà Nội cũng thể lực cũng xuống. Do đó là cũng quyết định mạo hiểm đẩy cao luôn để chơi. Gây áp được phần sân đối phương thì những cái đó những các cầu thủ đã thực hiện tốt. Và ngày hôm nay thì cái việc thắng ngược dòng thì nó cũng là một trong những cái rất là tốt cho các cầu thủ. Vì chúng tôi ngày mai là ngày 23 tháng 9 là ngày 70 năm kỷ niệm thành lập sinh nhật. Nó là một cái món quà rất là lớn, có ý nghĩa rất là lớn để tặng cho những người hâm mộ, những người đi trước, những thế hệ đi trước một trận đấu. Đấy là cái quyết tâm của toàn đội trong ngày hôm nay. Patrick Lê Giang thi đấu xuất thần, siêu phẩm khó tin mang về 3 điểm cho thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 9, hai trận đấu thuộc vòng 2 V-League đã diễn ra. Đà Nẵng tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Bình Định gặp thành phố Hồ Chí Minh. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh hành quân đến sân Quy Nhơn Bình Định với quyết tâm giành điểm. Đây là cuộc chạm trán được đánh giá là rất cân bằng với lực lượng mà đôi bên đang sở hữu. Với lợi thế sân nhà, Quy Nhơn Bình Định nhập cuộc tốt hơn. Tuy nhiên, sự chắc chắn mà huấn luyện viên Phùng Thanh Phương mang đến cho hệ thống của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh là điều không phải đội bóng nào cũng có thể tìm ra lời giải. Trong hơn 30 phút đầu trận, Bình Định chơi bế tắc, thậm chí còn suýt bị thủng lưới. Phút 29, từ quả phạt góc của đồng đội, Hoàng Phúc của câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh dứt điểm điệu nghệ một chạm nhưng không thắng được thủ môn Tuấn Linh. 5 phút sau, đội nhà đáp trả với một cú dứt điểm bị cản phá ngay trên vạch vôi. Đôi bên rời sân với tỷ số hòa không đều. Ngay sau khi hiệp 2 trở lại, Bình Định có sự thay đổi người mang tính bước ngoặt với sự xuất hiện của Vũ Minh Tuấn. Từ phút 48, từ pha tạt cánh của đồng đội, Minh Tuấn tung cú sút đẹp mắt làm tung nóc lưới của thủ môn Lê Giang. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Quang Huy không kéo dài lâu. Phút 54, từ một pha mất bóng đáng trách của tiền vệ Bình Định, Soga và Enric bật nhà nhịp nhàng trước khi chân sút của đội tuyển Malaysia đệm bóng đánh bại thủ môn Tuấn Linh. Trận đấu càng diễn ra càng hay, đôi bên liên tục tung ra những miếng đòn khiến đối thủ lao đao. Cả hai người gác đền phải hoạt động hết công suất. Trong tình thế như vậy, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã có được thứ mình cần từ cái tên không ai ngờ đến. Phút 79, Đào Quốc Gia từ tuyến 2 tung cú đá đưa bóng căng và chìm trước khi đập cột dọc rồi lăn vào lưới đội chủ nhà. Thủ môn Tuấn Linh thậm chí còn không kịp có phản xạ, anh đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Trong những phút cuối, kịch tính của trận đấu được đẩy lên rất cao. Patrick Lê Giang có nhất 3 pha cứu thua 10-10 trong những phút bù giờ. Bình Định đưa được bóng vào lưới ở phút 88, nhưng trọng tài viết duẩn không công nhận vì lỗi việt vị. Đây là tình huống mà ông phải xem xét VAR rất lâu. Thắng nghẹt thở 2-1, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất hai trận đấu đầu tiên của mùa giải với thành tích bất bại. Ở trận đấu cùng giờ, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục bay cao với chiến thắng thứ hai liên tiếp. Tân binh Giovane là người thi đấu xuất sắc với một cú hat-trick, đem về thắng lợi với tỷ số 3-1 cho đội nhà trước Đà Nẵng. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một đầu tuần vui vẻ.